Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết liên hoan ca múa nhạc Hà Nội năm 2023 với chủ đề Văn hóa hội tụ bản sắc và phát triển. Vượt lên nhiều đơn vị, huyện Quốc Oai đã giành được giải ba và một giải múa triển vọng. Trung khảo liên hoan cấp thành phố có sự tham gia của các diễn viên, nhạc công, hạt nhân văn nghệ, quần chúng của 25 trên 30 đơn vị quận huyện, thị xã được tổ chức tại hai cụm cơ sở. Với chủ đề Văn hóa hội tụ bản sắc và phát triển, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đã lựa chọn 4 tiết mục để tham dự liên hoan, trong đó có 2 tiết mục đồng ca hợp xướng, Hà Nội mùa thu và những trái tim Việt Nam, 2 tiết mục ca múa nhạc, tổng thời lượng của cả chương trình khoảng 20 phút. Các tiết mục tham gia liên hoan có nội dung ca ngợi Việt Nam, đất nước, con người trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước trong công cuộc đấu tranh hào hùng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ca ngợi thể hiện niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân về nền văn hóa Việt Nam với giá trị tinh hoa, bản sắc riêng làm nên hồn cốt của dân tộc. Với sự chuẩn bị công phu từ xây dựng kịch bản, đạo diễn chương trình, biên đạo múa, trang phục biểu diễn, đặc biệt là sự tham gia tập luyện tích cực của trên 100 ca sĩ, diễn viên, đạo diễn chương trình, huyện Quốc Oai đã mang đến liên hoan ca múa nhạc Hà Nội một chương trình đạt chất lượng tốt, có tính sáng tạo và được ban giám khảo đánh giá cao. Kết thúc liên hoan, huyện Quốc Oai đã giành được giải ba và một giải múa triển vọng cho tiết mục Hoa Ban Trắng. Thực hiện kế hoạch của Hội Nông dân huyện về tổ chức Đại hội Nông dân các cấp huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2023-2028. Sau 4 tháng chuẩn bị và quyết liệt chỉ đạo, đến hết ngày 18 tháng 3, toàn huyện đã có 21 trên 21 xã thị trấn hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ huyện hội, 100% đại hội của các xã thị trấn đều được tiến hành đúng quy trình, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị của cán bộ hội viên ở cơ sở. Đại hội cấp cơ sở đều thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nội dung, tổng kết thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ qua, thảo luận quyết định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp về công tác hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới, kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành trong nhiệm kỳ, quyết định số lượng, cơ cấu nhân sự và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội Nông dân huyện. Do làm tốt quy trình nên nhân sự tham gia ban chấp hành và các chức danh chủ chốt đều trúng cử với số phiếu rất cao. Kết quả toàn huyện đã bầu đủ số lượng ủy viên ban chấp hành Hội Nông dân cơ sở là 207 đồng chí, ban thường vụ là 63 đồng chí, chủ tịch là 21 đồng chí, phó chủ tịch là 21 đồng chí và 136 đại biểu đi dự đại hội Hội Nông dân huyện Quốc Oai lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028. Sau đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã thị trấn khẩn trương xây dựng quy chế làm việc của ban chấp hành, chương trình công tác đoàn, tập trung triển khai tuyên truyền, học tập đến cán bộ hội viên nông dân về nghị quyết đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ mới, đồng thời phát động các phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 5 tới. Thưa quý vị và các bạn, học sinh, sinh viên là thế hệ năng động sáng tạo và đặc biệt có khả năng tiếp cận công nghệ thông tin một cách nhanh chóng. Nắm bắt được xu thế này, sáng ngày 10 tháng 4, Đoàn Thanh niên Công an huyện Quốc Oai tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kích hoạt ứng dụng VNID cho hơn 1.000 em học sinh của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Quốc Oai. Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ chiến sĩ Đoàn Thanh niên Công an huyện Quốc Oai với sự nhiệt tình nhanh nhẹn, khả năng tiếp cận, thao tác nhanh trên thiết bị công nghệ đã giải đáp những thắc mắc của các em học sinh trong quá trình cài đặt ứng dụng, đồng thời đã lồng ghép hướng dẫn cài đặt phần mềm ứng dụng trực tiếp trên điện thoại cho các em học sinh, hướng dẫn cho hơn 1.000 học sinh nhà trường cài đặt thành công ứng dụng VNID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sau đó trả lời những câu hỏi trực tiếp liên quan đến ứng dụng để giúp các em dễ hình dung và ghi nhớ nhanh chóng. Hôm nay thì Đoàn Thanh niên Công an huyện đã xuống tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên để hướng dẫn các thầy cô, các em học sinh là cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID. Thì ứng dụng này là ứng dụng định danh điện tử quốc gia, sau này sẽ sử dụng để thay thế cho mọi loại giấy tờ cá nhân như thẻ căn cước, đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế và có thể thực hiện một vài các thủ tục hành chính trên không gian mạng. Thì hôm nay Đoàn Thanh niên Công an huyện ngoài việc là đến tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của ứng dụng VNEID thì cũng đã là trực tiếp xuống hướng dẫn các em học sinh tải và cài đặt ứng dụng VNEID. Thì hôm nay thì cả 100% các thầy cô và các em học sinh đã tải về và cài đặt ứng dụng VNEID.
Thì trên ứng dụng này thì mọi người có thể tự đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1. Còn để tiếp tục cài đặt mức độ 2 thì mọi người sẽ mang các giấy tờ như là đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế đến tại công an xã thị trấn hoặc là công an huyện để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Được đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2022, app định danh điện tử VNID đóng vai trò quan trọng thay thế các giấy tờ tùy thân, cắt giảm giấy tờ thủ tục chi phí cho người dân khi sử dụng tài khoản định danh điện tử, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch hành chính như thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chuyển tiền. Theo đó, khi cần làm thủ tục hành chính không cần đem theo các giấy tờ rườm rà bên mình, chỉ cần điện thoại có tải ứng dụng VNID là người dân có thể giải quyết công việc một cách nhanh chóng và cực kỳ tiện lợi. Buổi tuyên truyền đã mang đến cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về ứng dụng VNID, tạo không khí hứng khởi cho các em. Sau khi được nghe tuyên truyền về sử dụng app định danh điện tử VNID, các em học sinh nhà trường đã được trang bị thêm nhiều kiến thức hiểu biết về ứng dụng này với sự tích hợp nhiều tiện ích cho người dân. Hôm nay cháu cảm thấy rất vui mừng khi được các chú công an đến đây hướng dẫn làm ứng dụng VNID. Cháu cảm thấy các chú rất nhiệt tình hướng dẫn cho bọn cháu trong buổi sáng ngày hôm nay. Cháu cảm thấy ứng dụng VNID là một ứng dụng rất bổ ích và giúp cho mọi người thuận tiện hơn trong cuộc sống, giúp giảm bớt các mang theo các giấy tờ. Sau khi được các chú tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng app Vietnam EID, em cảm thấy app rất là bổ ích và giúp chúng ta rút ngắn được thời gian sử dụng. Thay vì là sử dụng căn cước công dân như mọi khi, em thấy app rất là bổ ích. Sau khi mà được các chú tuyên truyền, em sẽ về và hướng dẫn bạn bè, người thân và gia đình của em sử dụng app để có thể rút ngắn thời gian lưu thông hàng ngày của mình. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công an huyện sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp cùng cách làm sáng tạo để cố gắng đưa người dân được sớm tiếp cận và hưởng thụ lợi ích từ ứng dụng VNID, góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Một trong những quy định quan trọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 cần ghi nhớ khi đăng ký dự thi, đó là chỉ được đăng ký dự thi một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Trong đó, bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm 3 môn thi, thành phần là vật lý, hóa học, sinh học. Bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Thời gian làm bài của mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là 50 phút. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 28 tháng 4. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh không được điều chỉnh thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký. Vì vậy, ngay từ thời điểm này, thí sinh cần cân nhắc kỹ các bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc tổ hợp khoa học xã hội để có quyết định phù hợp với năng lực nguyện vọng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6 với 5 bài thi là ngữ văn, toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trong đó có 3 bài thi bắt buộc là ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Thí sinh được chọn đăng ký dự thi một trong 2 bài tổ hợp. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào 14 giờ ngày 27 tháng 6. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.